Từ ngày 15 tháng 12, tỉnh Quảng Ngãi xuống giống lúa Đông Xuân Đại Trà. Thế nhưng do ảnh hưởng bão số 9, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn đã làm nhiều thửa ruộng vừa mới xạ bị ngập. Nông dân đang tháo nước trong ruộng ra ngoài đồng để cứu lúa. Cánh đồng Đồng Phần, thôn Đề An, xã Anh Phước, huyện Nghĩa Hành. Lúa mới xạ được 3 ngày thì bão số 9 gây mưa lớn làm ngập cả cánh đồng. Khi trời vừa dứt mưa, nông dân đã ra đồng tháo nước trong ruộng ra mương tiêu để cứu lúa. Theo lịch của ngành thủy lợi, ngành nông nghiệp là cho nông dân chúng tôi xạ từ ngày 15 đến 30 tháng 12 dương lịch. Thì trong vừa đầu nó mưa to, nước ngập hết. Thì bây giờ chúng tôi có dùng các biện pháp đưa nước ra chứ không thối giống hết. Mặc dù đã nỗ lực cứu lúa nhưng một số thửa ruộng do mưa lớn, giống trôi dạt quá nhiều hoặc những thửa ruộng bị ngập sâu, hạt lúa mới nảy mầm rất yếu nên nông dân lo ngại. Đây nhờ có hơi sồ nhưng mà giờ bơm, nếu bơm tính đây là nó tưởng là bơm nó 3-4 tiếng mà nếu tính ra là 6 tiếng. 6 tiếng mà giờ bơm cứu đỡ thử rồi qua nó sao mà nếu mà nó thưa thớt quá thì chắc tròn xà lợi chứ còn không thôi giảm được công có rồi sao mà đủ. Toàn tỉnh Quảng Ngãi có trên 4.440 ha lúa đông xuân vừa mới xuống giống bị ảnh hưởng bởi bão số 9. Tại những cánh đồng vừa mới xạ lúa ngập sâu, nông dân cần tập trung tiêu thoát nước để lúa phục hồi lên xanh.